đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Khách. Và không khai thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, và đây là tập đặc biệt thứ 5. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Chương trình được phát sóng lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Và mở đầu cho tập đặc biệt tối nay, khán mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức lại những khoảnh khắc mà các nhà đấu giá đã sử dụng chiêu trò của mình, không chỉ là những chiêu trò trong lúc họ đấu giá để sở hữu giọng hát, mà còn là những chiêu trò họ dùng để thuyết phục quý vị khán giả tại trường quay dành cho những tiếng hát mà họ đang sở hữu một số điểm thật cao. Những chiêu trò tuy rất dễ thương nhưng lại mang đầy tính sát thương. Và sau tất cả, Khanh nghĩ rằng đó cũng chỉ là những động tác mà thể hiện được sự yêu mến của các nhà đấu giá dành cho các giọng hát mà họ đang sở hữu. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh theo dõi lại những thước phim đó quý vị nhé. Bây giờ phải nhờ chị Hồng Vân kêu gọi quý vị khán giả phải bình chọn thật là cao cho Khánh Linh mới được. Đúng rồi, tại vì thực sự Khánh Linh, ở Khánh Linh á, ngoài giọng hát ra thì từ cái nhân dáng cho tới cái khuôn mặt của bạn, người ta gọi là khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang á, nó tạo ra một cái sự phúc hậu nè. Thực sự khi mà tiếp xúc với một cái người với một nhân dáng như vậy á, tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nó rất là bình yên. Nghe bạn hát á, cuộc sống nó trở nên đáng yêu và rất là bình yên. Cái đó là cái cảm xúc của chị Vân. Không biết là quý vị khán giả có giống Vân hay không? Các bạn ơi! Các bạn có yêu màu xanh lá không? Có thì hãy mạnh dạn bấm vào máy của mình đi, chọn Khánh Linh đi! Bà ngoại Hồng Đào dạy Hồng Đào cái câu này nha, là khỏe dược mưu mà hèn là dụng kế. Bây giờ mình không có kinh nghiệm bằng mấy ngày đâu. Là như thế nào đây? Mình có chứ. Trời ơi, định nhường bây giờ nói mình dụng kế là hèn. Không, không, hèn là yếu. Hèn là yếu, yếu kém đó chưa. Hèn dụng kế cho nên mình có cái chiêu này. Yeah. Đây, tức là bây giờ tất cả các điểm cộng số là nhờ khán giả đúng không? Yeah. À vậy mình mua chuột khán giả hả ta? Có quà thôi, có quà cho mình mua chuột. Đây, mỗi người khán giả chúng ta, những người nam thanh nữ tú, mỗi người sẽ được một ly cà phê muối. Em cứ lo cho khán giả đi, còn anh sẽ lo cái 5 ly còn lại cho em. Anh sẽ lo cho em yên tâm đi. Mỗi người có thêm 5 ly cà phê muối hả? Bây giờ là anh có Hồng Đào là anh bỏ em đúng không? Đâu có bỏ em. Mùa nào cũng vậy hả, mà không có một người nữ nào thì anh coi em là vàng là ngọc của anh. Xuất hiện bất kỳ một người con gái nào anh cũng bỏ em ra bên lề cuộc đời anh là sao? Anh mua cà phê muối cho em uống mà, chứ đâu có mua cho Hồng Đào uống đâu mà em nói. Dạ, Khanh nghĩ là tất cả chúng ta đều có những chiến lược riêng, nhưng mà Khanh không cần biết, quan trọng nhất mình phải có chính kiến của bản thân, đừng để cho ai tác động mình hết. Bởi vì quan trọng nhất chúng ta phải tìm ra được giọng hát xứng đáng giành chiến thắng. Yeah. Thường thường người ta lấy cái đầu tiên người ta rút kinh nghiệm. Dạ. Yeah. Vậy cho nên là cái phiên đấu giá đầu tiên hai em cứ việc ngồi. Yeah. Ngồi ba anh chị đấu giá. Yeah. Nha. Đây là rút kinh nghiệm xong. Kinh nghiệm xong rồi bắt đầu đấu giá thứ hai hẳn vô. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn các nhà đấu giá rất nhiều vì đã sử dụng hết sức bình sinh cũng như là công lực của mình để giúp cho các giọng hát mà mình đang sở hữu có khả năng giành chiến thắng. Và thưa quý vị, Sàn Chiến Giọng Hát luôn mong muốn gửi đến cho chúng ta những khẩu vị âm nhạc khác nhau. Đó là lý do vì sao ở mỗi mùa của Sàn Chiến Giọng Hát luôn luôn có những tập phiên bản đặc biệt. Và trong mùa thứ năm này chúng tôi có 3 tập, trong đó có 2 tập là các nghệ sĩ khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia chương trình với tư cách là người chơi. Và một tập các tiết mục tham gia dự thi là những tiết mục song ca. Bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem lại những hình ảnh của những tập đặc biệt trong mùa này quý vị nhé.
mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, nị đàn mướn nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Khe gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lo nhô, như sông suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khổ. Nhánh phượng hồng trao cho em trên đôi bàn tay còn lấm lem bùn đất, trời kè gỗ trong xanh nước hồ soi nghiêng bóng đưa tóc em bay theo gió chiều nhẹ nhẹ. Anh thần thơ chưa kịp ngỏ lời trái cô gái tuổi tôi. Nghệ tĩnh mình ơi sông Lam dọi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngăn sông, đất trời như vườn phang phang lời trống thêm nặng bóng. Ta đi những bước thênh thang đồng rộng, làng ta di động thêm cỏ đất minh cây, cho niên sáng say đưa mày về thôn sâu.
quý vị biết đấy là Sáng Chiến Giọng Hát không chỉ là chương trình mà tìm ra những cái giọng hát mà các bạn yêu mến âm nhạc thôi, mà còn là cái sân chơi và cái sự chú ý rất là lớn đối với tất cả các nghệ sĩ. Và khi mà nghệ sĩ mà họ đăng ký tham gia thì chắc chắn là phải là một cái chương trình rất là uy tín, và phải là một cái chương trình mà khi họ đến đây họ được hết mình với khả năng của họ thì họ mới tham gia. Và chính vì thế nên là với hai tập nghệ sĩ và một cái tập song ca thì đó đã là mang lại một cái màu sắc rất là lớn và màu sắc rất là khác biệt với Sáng Chiến Giọng Hát mùa năm. Và với cái tập mà song ca thì Hà nghĩ rằng là để mà kết hợp hai giọng hát với nhau làm nên một tiết mục song ca hay và xuất sắc thì trước tiên các bạn phải tinh tế, các bạn phải lắng nghe, các bạn phải biết nhường nhịn, bạn phải biết thể hiện lúc nào thì nên show ra và lúc nào thì nên ém lại để cho tiết mục đó được hoàn hảo và được hòa quyện với nhau. Và cái tập song ca mà cái tiết mục được chiến thắng á, hình như là cũng Hà đấu giá được luôn á, là của hai người con trai, một người là thầy và một người là trò, và một người thì hát giọng nam và một người hát giọng nữ. Hai bạn hát rất là hay và rất là nhuần nhuyễn với nhau, từ cử chỉ, từ điệu bộ, từ trang phục luôn nhá, là hai bạn ấy rất là ăn khớp với nhau. Thế nên là tạo cho chương trình một cái tiết mục rất là đặc sắc, mà sau đó thì khán giả ở ngoài ủng hộ hai bạn rất là nhiều. Và với Sáng Chiến Giọng Hát 16 thì Hà hy vọng rằng chương trình cũng sẽ mang đến cho khán giả, cho chúng tôi, những người ban đấu giá, hoặc là những cái màn thật là đặc sắc để chúng tôi có thể là ngồi đây để đấu giá được và trải nghiệm cũng như là được thưởng thức giọng hát tuyệt vời của các bạn. Một cặp song ca có sự hòa quyện giữa giọng hát cũng như là phần trình diễn mang lại cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc. Và nhắc đến đây thì Khanh muốn chia sẻ thêm về những dữ kiện mà các người chơi mang đến cho chương trình. Ngoài giọng hát tuyệt vời của họ, câu chuyện chứa đựng đằng sau các dữ kiện này luôn luôn là điều mà chúng ta rất là quan tâm. Và thông qua những câu chuyện này, chúng ta cũng một phần nào hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của họ và con đường đi đến ước mơ đam mê nghệ thuật của họ khó khăn như thế nào. Không ít lần đã lấy đi rất nhiều nước mắt của tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình. Dạ, sự kiện đầu tiên là nỗi lòng 29 năm em được gặp bố ruột duy nhất một lần ạ. Và lần đấy thì bố cho em 4 triệu và nói rằng cháu thích gì thì mua nhé. Và đó cũng là những cái cảm xúc mà em được cảm nhận khi mà còn bé. Hồi xưa thì em hay hát nhạc buồn, hay hát về bố mẹ. Nhưng mà bây giờ thì em được trưởng thành hơn, em không còn tủi về cái việc đó nữa, và em cảm thấy thương bố nhiều hơn. Và bây giờ thì có một câu hỏi mà em luôn luôn muốn hỏi, em muốn gửi tới bố em: tại sao lại bỏ con ạ? Đó là dữ kiện đầu tiên. Dạ. Dữ kiện thứ hai là bố Đức. Thật sự em cảm thấy rất là biết ơn khi mất đi một người bố ruột, nhưng mà đã trả cho em một người bố dượng rất yêu thương em. Từ khi em 1 tuổi thì ông quan tâm và chăm sóc hai mẹ con. Và đến năm 2017, ông bị mổ não. Và thời gian đó em đã quyết định về để chăm sóc bố cùng mẹ. Và sau đó thì năm 2019, khi bố em ổn rồi thì em lại có một nhân duyên gọi em lên Hà Nội để đi diễn tiếp. Và em nghĩ rằng đó là một cái nghiệp mình được đứng trên sân khấu và viết tiếp ước mơ của mẹ mình. Mẹ em cũng đam mê âm nhạc vô cùng, nên ngày hôm nay em cũng xin cảm ơn chương trình, em được nói cái nỗi lòng của em. Cảm ơn Tâm Môn. Thật ra là em là mẹ đơn thân, và là mẹ đơn thân từ khi em bé còn 3 tháng tuổi ạ. Và khoảng thời gian đấy thì em đã phải ngừng đi hát, một mình em phải lo toan cho bạn nhỏ. Em phải chạy shipper. Dạ vâng ạ. Thì trong một lần em có đi ship hàng ấy, em có gặp một sự kiện người ta đang chạy sân khấu á, thì em có bảo các anh là: các anh ơi cho em lên xin hát một bài, bởi vì thật sự là em nhớ nghề quá, em muốn hát một bài. Em có xin được các anh cho lên hát, và sau đó thì một người bạn thân của em có quay lại clip đấy thì đăng lên trên mạng xã hội và được viral. Sau đó thì
công việc của em đã quay trở lại sau clip đó và cũng rất là nhiều thứ đến và đem lại cho em. Tức là nhờ cái clip mà cô shipper hát quá hay thì này bạn được viral, có nghĩa là bạn được mọi người chú ý rất là nhiều, cái là hot luôn. Dạ, cái từ chữa lành ở đây đó chính là âm nhạc. Mỗi những lúc mà con cảm thấy bị sụp đổ nhất, khi mà stress về bất cứ một vấn đề gì thì âm nhạc luôn là một thứ lúc nào không chữa lành cho con. Điều kinh khủng nhất mà đó là gì? Đó là sự cố trong gia đình con. Ba mẹ con à, ba mẹ con chia tay hả? Năm bao nhiêu tuổi em? Con cũng không rõ, nhưng mà con sống với mẹ từ nhỏ đến giờ. À, con có biết ba con không? Con có thấy mặt ba con chưa? Chưa biết mặt ba con luôn hả? Con biết được, nhưng mà cái này thì con không biết nói sao nữa. Mẹ là người động lực duy nhất của con để con có thể tiếp tục cái niềm đam mê của con, vì mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Mẹ con lúc nào cũng phải đi làm việc rất là nhiều công việc khác nhau để giúp cũng như là nuôi được con. Hầu như là con không gặp ba từ lúc mà chắc khoảng là tầm 3 tuổi trở lại. Con 16 tuổi rồi, cái tuổi con sắp sửa là trở thành đã là một thiếu nữ, thiếu nữ rồi. Vì vậy cho nên là con phải cố gắng sống sao tốt hơn nè, con phải mạnh mẽ hơn, con hát hay hơn nữa để cho mẹ con tự hào về con hiểu không? Dạ, lẽ bạn là cũng có một cái duyên và em lại được làm dâu trong một gia đình làm nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố Đà Nẵng, thì chồng em cũng là một nghệ sĩ đàn bầu, cái ước mơ mà được đi hát nó lại bùng lên trong lòng em, và chồng em dạy em rất là nhiều, và đến thời điểm bây giờ thì có thể nói là em rất là ổn định, tức là em đang là nhân viên của một ngân hàng và ngoài giờ em đi hát. Có thể nói là ước mơ của em đến bây giờ em rất là mãn nguyện. Thì có một cái biến cố nó xảy ra đối với em, có nghĩa là em đang ở đỉnh cao của niềm hạnh phúc thì giống như là em bị rơi tự do. Em không có một, không xác định được phương hướng luôn, và em phải dùng một cái từ là tận cùng của nỗi đau. Thì lúc đó là chồng em mất, anh đột ngột qua đời. Bạn bè hay nói em là Trinh với Vũ, Vũ là tên chồng em, giống như mà đôi chim mà giờ lẽ bạn. Thì đó là ý nghĩa của cái từ lẽ bạn. Và nó cũng liên quan đến lý do mà chị đã chọn ca khúc Đi Đâu cho tiếp theo. Dạ đúng rồi, ca khúc này thì lần đầu tiên em nghe thì em đã rưng rưng nước mắt và em lại thích ca khúc này. Và bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại tiếng hát của một người chơi. Mời quý vị cùng thưởng thức. We'll be right back.
Và tiếp theo, thưa quý vị, với sàn chiến giọng hát đến nay đã trải qua mùa thứ 5, có những nhà đấu giá đã rất kỳ cựu, nắm toàn bộ đường đi nước bước của chương trình. Nhưng bên cạnh đó, ở mỗi tập chúng ta sẽ luôn luôn chào đón những vị khách mời mới. Họ đến đây với một tâm thế rất là hồn nhiên, ngây thơ, mà không biết rằng xung quanh mình luôn luôn là những đối thủ rất nặng ký. Và bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh theo dõi lại những thước phim sau đây để xem các nhà đấu giá nào là những tấm chiếu mới trong mùa thứ 5 của sàn chiến giọng hát. Và ngày hôm nay có một nhà đấu giá lần đầu tiên đến với sàn chiến giọng hát. Xin được giới thiệu anh Lý Hùng. Và ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên Khanh muốn dành cho anh Hùng trước. Bởi vì anh là một người lần đầu tiên tham gia chương trình này. Cho nên Khanh muốn nghe cái cảm nhận đầu tiên của anh khi ngồi vào chiếc ghế đó. Trước hết là hôm nay Lý Hùng rất là vui khi được chương trình mời ngồi tại đây để làm nhà đấu giá. Lý Hùng xem chương trình này cũng nhiều mùa rồi. Khi mà nhận được lời mời đây, Lý Hùng không từ chối. Lý Hùng nhận lời ngay và Lý Hùng sẵn sàng sẽ cùng với bốn bạn ở đây chúng ta làm sao có chương trình cái mùa năm này, một cái số này thật là vui và tạo nhiều ấn tượng. Trời ơi, thấy con bé nó ngồi, trời ơi, bấu víu từ nãy tới giờ. Chị Phương ơi, cái bàn tay luôn. Khi mà quay lại với chương trình. Dạ, đây là lần Phương trở lại với sàn chiến giọng hát. Nhưng mà lần trước thì em đứng ở vị trí là người chơi. Còn hôm nay thì em được vinh dự ngồi ở vị trí là ban đấu giá. Em run phải không? Dạ, thật sự khớp, khớp rất là nhiều. Tại vì ở đây thấy em là... bẻ muốn quẹo khớp em luôn rồi kìa. Dạ, đàn anh, đàn chị không à. Mà ai cũng duyên dáng, cũng nói quá trời. Mời Lâm ơi, em thích nhất điều gì ở chương trình này? Dạ vâng, khi mà tham gia chương trình thì em có một cái cảm giác rất là hồi hộp. Và rất là mong muốn được đến đây để ngồi cùng các cô chú cũng như là anh chị. Và từ đó thì về nhận xét các bạn thì em cũng được học hỏi thêm kinh nghiệm nào. Coi như mình cũng có dịp trải nghiệm, dạ, và thưởng vâng. thức thêm những giọng hát mới đúng không nào? Dạ vâng ạ. Trên phố vắng ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng, ai tìm mai dưới trăng tiếng bóng ngó sai vắng vắng, ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua, ai đặt tên chúng ta là người. Phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau còn ngàn trái chưa hạt nhiều màu, kịp sáng mang đèn làm qua cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa ao nhau anh đợi em anh trộn ngăn đó. Và thưa quý vị, tấm chiếu mới, nhà đấu giá Hoài Lâm vừa có màn song ca rất là ngẫu hứng cùng với một người chơi rất đặc biệt trong sàn chiến giọng hát mùa thứ 5. Cô là một cô gái dân tộc Thổ, đã có màn trình diễn rất xuất sắc, mang lại chiến thắng nhất tuần của mình. Và bây giờ hãy cùng Khanh thưởng thức lại ca khúc đó quý vị nhé. Bài hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng với tiếng hát của Trương Bảo Yến. Thank you.
trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều giăng xăng. Ai tìm mai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài vắng vắng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngang, ngàn phải ôm nỗi đau còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sợ mai kia sông phai hoa úa ao nhau. Em đợi anh, em chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy anh đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hồi tháng, lén vào trong đi khẽ ướt trăm nàng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay trên lá cây không vương tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao gió sâu. Hồi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu cô biết ở nơi nào không, có là nào trông như I'm not afraid to die.
phần trình diễn của em tại sàn chiến giọng hát mùa năm là cái một món quà mà em muốn gửi đặc biệt đến ba mẹ, cô chú anh chị trong gia đình, và đó là điều riêng. Và hơn nữa thì là gửi tới tất cả cô chú anh chị đã luôn yêu quý em trên mọi miền tổ quốc ạ. Sau khi theo dõi sàn chiến giọng hát mùa năm thì em rất là bất ngờ là cũng có rất là nhiều bạn cũng là người dân tộc giống như em. Đặc biệt em cảm thấy rất là ấn tượng về hai giọng hát là bạn Cao Lang và bạn Lâm Nguyệt Ánh. Sau đây thì xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng xem lại hai phần trình diễn đặc biệt này nhé. Tình buồn dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn hoài mãi trong ta, bơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em. Thank you.
sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lấy thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Thưa quý vị, ba tiết mục của ba cô gái đến từ ba dân tộc khác nhau vừa rồi. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy sàn chiến giọng hát không chỉ tiếp cận được các người chơi ở nhiều độ tuổi khác nhau mà còn đến từ nhiều vùng miền khác nhau nữa. Và tiếp theo, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của một người chơi mà Khanh tin chắc rằng nếu như quý vị nhắm mắt lại, quý vị sẽ không thể nào đoán đúng được độ tuổi chính xác của anh ấy. Bởi vì anh ấy có một chất giọng rất dày dặn, trưởng thành, chứa đựng sự từng trải. Và đây cũng là tiết mục giành giải nhất tuần của sàn chiến giọng hát. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tôi đi giữa hoàng hôn.
nắng còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến hoàng hoa hay những đường xa, thương thương hai đứa dắt nhau tươi cười mặt say sưa thấm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Đầu tiên cho phép Quốc Phú sẽ được kính gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Sàn Chiến Giọng Hát tập đặc biệt, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Là một người chơi cái hôm đó Phú đạt được một cái giải nhất tuần thì cảm xúc của Phú rất là vui, thực sự là vui và thấy là bản thân mình rất may mắn. Và sẵn đây cho Quốc Phú sẽ được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán giả đã yêu thích giọng hát của Phú và bình chọn cho Phú ngày hôm đó. Qua chương trình Sàn Chiến Giọng Hát lần này, khi mà Phú ra ngoài thì cũng có rất nhiều vị khán giả biết đến Phú qua chương trình. Và điều này thì khiến cho Phú cảm thấy rất là vui và giúp cho Phú có một cái động lực thật lớn để cố gắng hơn trong cái chặng đường đi của mình.
Trong chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa năm thì Quốc Phú ấn tượng với hai vị ở ban đấu giá, đó là ca sĩ Quang Hà và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Thì với anh Quang Hà, anh đã có những cái chia sẻ về kinh nghiệm chuyên môn cho Phú. Phú rất là tâm đắc bởi những cái lời chia sẻ của anh, và đó là một cái hành trang Phú nghĩ là rất là cần thiết cho cái chặng đường âm nhạc của Phú. Còn đối với chị Hồng Vân thì Quốc Phú rất là biết ơn những cái kinh nghiệm mà chị Hồng Vân đã chia sẻ cho Quốc Phú về cuộc sống, về cái một góc nhìn khách quan của khán giả, và từ đó giúp cho Phú có thêm những cái góc nhìn về những đối tượng khán giả khác nhau để giúp cho Phú đến gần hơn và thêm nhiều màu sắc hơn cho cách hát của mình. Quốc Phú kính chúc cho chương trình sẽ thêm nhiều thành công và những mùa sau sẽ có nhiều giọng hát hay hơn nữa tỏa sáng trong chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn với tiếng hát của người chơi Lê Quốc Phú. Và như quý vị cũng thấy đó, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng với giọng hát đầy chín chắn và bản lĩnh của mình đã giúp Lê Quốc Phú giành được chiến thắng trong một tập của Sàn Chiến Giọng Hát. Và Khánh nghĩ rằng bản lĩnh cũng là cách giúp cho các nhà đấu giá giành được chiến thắng cho bản thân mình. Tuy nhiên, có những nhà đấu giá mặc dù sở hữu rất nhiều những giọng hát nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với việc họ có giành chiến thắng trong chương trình hay không. Và bây giờ hãy cùng Khánh thống kê lại để xem nhà đấu giá nào thực sự giành chiến thắng nhiều nhất trong Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5 quý vị nhé. Ca sĩ Quang Hà và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đang ngang ngửa nhau với số lần thắng là 6 lần. Trong đó anh Quang Hà sở hữu các giọng hát chiến thắng như Nguyễn Lê Bá Thắng, Mai Hằng, A Báo, A Tuân, cặp đôi song ca Tiến Linh, Tuấn Tiến và Minh Hương. Còn chị Hồng Vân cũng không kém cạnh khi sở hữu các giọng hát giành chiến thắng là Diệu Ly, Ngọc Nghĩa, Công Quốc, Tuệ Trinh, Bảo Yến và Thùy Dương. Thưa quý vị, theo như bản thống kê thì chúng ta cũng thấy ca sĩ Quang Hà cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đang có số lần chiến thắng ngang ngửa là 6 lần. Wow, vậy là Hà chiến thắng được 6 thí sinh. Thì bản thân Hà thì cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện. Trong xuyên suốt ở những cái tập Sàn Chiến Giọng Hát mùa năm thì thật ra là Hà không có nhớ được rằng là mình thắng được bao nhiêu thí sinh. Với tất cả những cái tập mà mình tham gia thì mình đều rất là quyết liệt và rất là hết mình để mà đấu giá, nhưng mà đôi khi thì mình đấu giá được, nhưng đôi khi thì cũng ra về tay trắng. Hà đã nói rồi là gừng càng già càng cay, đôi khi chị Hồng Vân không quyết liệt đâu, không quyết liệt như anh Kim Tử Long với Hà đâu. Thế nhưng mà đôi khi chị có những cái chiêu á, đó là ngồi mát mà hưởng bát vàng á. Có nghĩa là ngồi chờ gần đến hết rồi là chị chộp một phát là chị đấu giá được. Và những thí sinh mà chị chọn cũng là những thí sinh mà hát rất là hay và xuất sắc. Cái gì tôi sở hữu 6 lần lận á hả? Bởi vì thực sự mà nói á, khi mà mình tham gia ở cái mùa năm lần này, thứ nhất là cái số lượng dài hơn tất cả các mùa khác là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là toàn những gương mặt mà thuộc lại là bây giờ không còn là tân binh nữa rồi, mà là những người rất là kinh nghiệm luôn, và là những cái người ca sĩ cũng như là những người nghệ sĩ rất là lanh mắt lẹ tay. Thành ra là cái việc mà tôi được sở hữu những giọng hát hay á, tôi không có giống như là mình không có nghĩ là mình sẽ sở hữu được luôn á. Tại vì mình nghĩ là ôi trời ơi, đến mùa này là chắc là mình thua rồi, sức cùng lực kiệt rồi. Thành ra là tôi không để tâm đến chuyện đó. Nhưng còn một lý do tại sao tôi không để tâm là bởi vì cái mùa năm này á, mình tưởng là càng về sau mình sẽ càng gọi là khan hiếm những cái giọng ca hay, đúng không? Nhưng mà không hề. Cái mùa năm này rất nhiều những cái giọng hát mà thuyết phục hoàn toàn từ những nhà đấu giá cho đến khán giả ở phim trường cũng như là khán giả ở đài truyền hình. Thành ra là mình không có quan tâm đến cái chuyện mình sở hữu được nhiều hay ít. Mình chỉ ngợp á, giống như là mỗi một lúc mà đấu giá là một chuyện, nhưng mà thưởng thức cái giọng hát của các bạn đi thi lại là một cái chuyện lớn hơn nữa. Khi mà nói là bạn Hà sở hữu 6 giọng hát thì tôi hoàn toàn không có gì gọi là bất ngờ cả. Tại vì vậy nè, ở Hà thì có những cái sự điềm đạm nhất định, một cái sự mà tinh tế cũng như là nhạy bén trong cái gọi là thẩm định cái giọng hát đó, rất là dễ sợ. Tại vì thực ra chuyên môn của Hà có mà, cho nên ngay từ lúc đầu khi mà các bạn thí sinh mà đã hát từ cái bài hát đầu là bạn đã có thể là tìm cho mình một cái con số từ số 1 tới số 4 là giọng ca nào sẽ là giọng ca khủng rồi.
Đó, thành ra là cái chuyện mà Hà được sở hữu 6 người thì hoàn toàn không có gì là ngạc nhiên đối với tôi hết. Riêng cái mùa 6 này tôi nghĩ là tôi không thể phá được kỷ lục đâu. Cho nên rằng là thôi tôi tiếp tục sẽ theo một cái quan điểm của tôi là mình tận hưởng những cái giọng hát hay đi. Và mình chỉ chúc cho chương trình làm sao mà phát hiện được thật nhiều những cái giọng ca hay, những cái giọng ca khủng, để có thể chương trình Sàn Chiến Giọng Hát sẽ là một cái món ăn tinh thần về âm nhạc không thể thiếu được của tất cả quý vị khán giả. Với những chia sẻ vừa rồi thì Khanh hy vọng rằng anh Quang Hà cũng như là chị Hồng Vân sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ của mình, và biết đâu tự anh chị sẽ phá được kỷ lục của chính mình ở mùa 6 Sàn Chiến Giọng Hát thì sao ạ? Quý vị hãy cùng Khanh chờ xem nhé. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho tập đặc biệt tối nay đã chính thức kết thúc. Khanh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi một ca khúc top ca đến từ các người chơi như là một món quà chia tay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập đầu tiên của Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6 vào tuần sau lúc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Bà Quang Khanh xin chào quý vị, hẹn gặp lại vào tuần sau.